Hôm trước chúng ta đã học đến cái kiểu dữ liệu mới là dữ liệu dạng list, là một cái dạng một cái kiểu dữ liệu phức hợp của Python. Chúng ta đã biết rằng trong Python có những cái kiểu dữ liệu đơn là kiểu dữ liệu integer này, int này, kiểu dữ liệu float này. Chúng ta nhớ lại, cho bạn điểm vào xem. ATR thầy. Từ float nhé, rồi là str là string nhé, là show nhé, rồi là bool, đó là kiểu dữ liệu chúng ta đã biết nhé, nó gọi là kiểu dữ liệu cơ bản hay là kiểu dữ liệu đơn. Và chúng ta đã hôm trước đã học sang cái kiểu dữ liệu mới là kiểu dữ liệu list, là kiểu dữ liệu phức hợp nhé. Thì tôi nhắc lại một chút cái bài trước nhé, là kiểu dữ liệu là chính là kiểu dữ liệu dãy, một cái dãy số hay là một cái mảng, hay là một trong cái Pascal người ta dùng một từ là array đúng không? Thì khai báo một cái mảng như thế này. Thì cách khai báo là chúng ta đưa vào một dãy những cái giá trị cách nhau bởi hai đầu là các dấu ngoặc vuông đơn như là 1, 2, 9. Các cái phần tử của dãy có thể là các cái kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ như vậy. Đó. Được chưa? Là kiểu khác nhau. Và khi chúng ta tạo ra một kiểu list này rồi thì đây chúng ta kiểm tra lại kiểu của nó nhé. À. Đó, nó là kiểu list. Thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào từng phần tử của dãy với cái ký hiệu với cái chỉ số là từ 0 trở đi. Không. Đầu tiên, còn chỉ số cuối cùng là chỉ số chính là chỉ số là cái độ dài của cái dãy này trừ đi 1 là phần tử cuối cùng của dãy của cái dãy. Như vậy là các cái chỉ số của dãy là đánh số từ 0, 1, 2 cho đến cuối cùng là len của A tất cả trừ đi 1 như này. Độ dài của một cái dãy là chúng ta có thể cho vào là vô hạn, không 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 hạn chế. Được chưa? Là cách chúng ta truy cập mà chúng ta lấy chúng ta có thể in ra cả cái dãy này thì con trước đó rồi là chúng ta dùng lệnh for và có hai cú pháp cho lệnh for. Một là cái cú pháp là dùng để dùng dùng chỉ số và thông qua cái hàm range, ví dụ như này for i in range len của a. Đó. Chúng ta print từng phần tử một như là a i n bằng như thế này. Đó. Thì như này là in ra trên một hàng ngang. Các phần tử của dãy A in ra trên một hàng ngang. Đó. Như thế này. Đó. Trên một hàng ngang. Các số cách nhau là bởi dấu cách là for i in range. Đó. Như là cái tôi quên từ cái từ cái chỗ hôm trước rồi. Cách thứ hai là chúng ta duyệt trực tiếp trước dãy A. Cách thứ nhất chẳng qua là for i in range len a là chẳng qua là duyệt i trên cái hàm range trên cái vùng dữ liệu range, còn cách thứ hai là chúng ta duyệt thẳng ở trên trực tiếp trên dãy a. Thì cái làm là như sau, chúng ta dùng for x chẳng hạn in a đó, in a như này và chúng ta in luôn ra print x x thì hai cái lệnh này là tương hoàn toàn tương đương nhau đó. Đây là trên này lệnh này nhé, đó thứ hai lệnh này. Như vậy là cái lệnh for của cái duyệt các phần tử trên một dãy thì có hai cách nhắc lại, là một là for in range và hai for x, for cái biến nhớ trực tiếp chạy trên một dãy a. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta hôm trước chúng ta có học về về những cái lệnh mà các cái gọi là các cái phương thức làm việc trên dãy A, thì vì A nó là một cái kiểu dữ liệu mà chúng ta biết rằng là
trong kia cái mô hình, trong cái môi trường lập trình Python thì mọi dữ liệu đều là đối tượng dữ liệu hết, đều là đối tượng hết, các cái lớp hết, chứ nó có những cái phương thức khác nhau. Và đây là những cái phương thức hôm trước chúng ta là các phương thức chính rồi, là phương thức là append, là nhập một phần tử vào cuối của một dãy. Các bạn và một cái lệnh nữa rất quan trọng là lệnh insert, là chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ. Đấy, là insert chèn một phần tử bất kỳ vào một vị trí nào đó của dãy, chèn vào trước, giữa và sau dãy. Một lệnh nữa chúng ta sẽ dùng được là lệnh remove. Lệnh remove là xóa phần tử của dãy. Lệnh nữa là lệnh là clear, là lệnh là clear, là cái lệnh là làm sạch một phần tử, xóa toàn bộ các phần tử của dãy A. Và một lệnh nữa là lệnh lệnh copy, là cái lệnh tạo ra một cái đối tượng mới, một đối tượng list mới nhưng với cùng dữ liệu, cùng giá trị như là của A. Đó là những cái. Ngoài ra có thể có những lệnh, lệnh index, là cái lệnh tìm chỉ số của phần tử. Rồi, đó là những lệnh nhé. Thì chúng ta chú ý là cái lệnh, đây là những lệnh mà làm việc trực tiếp trên đối tượng list, và không làm, trừ lệnh copy ra, lệnh còn lại là không làm thay đổi đối tượng A. Không phải làm thay đổi đối tượng A. A vẫn là đó. Đây thì tính viết là A này, chấm này, pen như thế này, pen 10. Thì A tăng lên là 10 rồi. Trước kia chỉ có thế này thôi. Đó, chỉ có thế này thôi nhá. Đây là chữ phía trên đấy. Thì chỗ này thôi, biến tăng lên này là thành là thêm một phần tử là 10. Nhưng mà A này này, cái A này này vẫn là cái A cũ, không thay đổi. Vẫn là cái A này. Đấy. Đấy, như vậy là cái mặc dù là cái A này và cái A này giá trị của nó thay đổi, nhưng mà đối tượng A là không thay đổi. Chúng ta có thêm một khái niệm nữa là cái khái niệm là tính bất biến, tính khả biến của một cái đối tượng dữ liệu. Thì kiểu list là kiểu dữ liệu trong Python, là kiểu dữ liệu nó gọi là khả biến, nó là kiểu dữ liệu khả biến, tức là giá trị của nó có thể thay đổi nhưng mà đối tượng là vẫn giữ nguyên, vẫn là cái đối tượng đó. Đó, đây là cái gì, là khái niệm mới mà là khác biệt hôm trước tôi nói qua rồi, là cái mà tương đối khó đối với chúng ta, mà chúng ta làm dần cho sức quen thôi, không có gì cả. Như vậy A có thể thay đổi được, tôi viết là A này. A là 1 này, A 1 là trị bằng mấy, bằng 2, biểu thuyết A 1 tôi thay thế bằng giá trị khác. Đấy, bằng 1 như thế này. Enter. Thì như vậy là cái đối tượng, cái biến, cái phần tử thứ nhất, đứng thứ hai của dãy đấy, chính là A 1 đã thay đổi. Và bây giờ tôi kiểm tra cái A đó. Thứ hai là thay đổi. A là vẫn như cũ nhé. Đối tượng A vẫn như cũ nhưng mà giá trị của nó đã thay đổi. Như vậy cái một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python mà có thể được thay đổi giá trị mà vẫn giữ nguyên đối tượng, thì cái đối tượng đó người ta gọi là đối tượng nó là kiểu dữ liệu có tính là khả biến. Nó khác với cái kiểu dữ liệu khác như là string, như là số nguyên hay là số thực, đúng không nào? Đó. Khi tôi viết là viết x thì bằng 1, thì đối tượng x thì là một là đối tượng kiểu số nguyên và không thay đổi được, vì x thì là cái kiểu số liệu nguyên, là kiểu dữ liệu là bất biến, không thay đổi được. Khi tôi viết là y bằng x cộng 1 thì là gì, tôi phần mềm sẽ tính giá trị của x là 1 cộng thêm 1 nữa và gán vào một đối tượng mới là y. Y là khác x thì khi viết x thì y thì máy báo là đúng, false. Như vậy x, y là hai đối tượng khác nhau, được chưa? Đó. Còn ở đây thì là trường trên này thì là, khi viết là c bằng a thì nhưng gắn khi viết thế này thì là a c chỉ vào cùng một đối tượng này, c này, c y a, như vậy c và a chỉ vào cùng một đối tượng, được chưa? Bây giờ tôi a đây, c đây, bây giờ tôi xóa một phần tử đầu tiên của c đi. Và xóa c mà xóa c không đi, xóa phần tử nhất của không đi nhé. Đó,
xóa một thứ nhất đi thì c nó sẽ bây giờ nó sẽ là gì? Nó sẽ là như này. Và a cũng thế, a cũng mất hết như vậy. Vì vì sao? Là vì a với c chỉ là một. A c nó chỉ là một. Được chưa? Thì đó là những cái mà bổ sung tôi nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học sang bài mới ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một chút nữa này. Cái những khái niệm mà liên quan đến đến dãy. Thì như vậy chúng ta biết được cái khái niệm là như vậy chúng ta có thể cái hàm cái là cái lệnh for mà phần tử chạy trên A này. Thì chứng tỏ là ta có thể cho một phần tử chạy trên A được for A in A như này. Đó là print. Print A ra. Đây, này. Này. Thì đây thì như vậy là ta đây chính là cái lệnh là in lệnh mới là cho phép một phần tử chạy dọc trên trên phần tử A. Đây là rất đặc biệt của cái đây rất đặc biệt nhé. Thì khi ở trong Python thì cái đối tượng nào mà nó là một dãy số, một dãy gì đó phần tử mà cho phép có thể di chuyển lần lượt các phần tử trên dãy đó thì đối tượng đó người ta gọi chung là đối tượng, nó gọi là đối tượng tuần tự. Chung là một cái khái niệm mới nhất là đối tượng tuần tự. Tức là nó cho phép là gì? Nó là cái đối tượng mà đối tượng là nó có đối tượng tự là gì? Là đối tượng nó phải có hai cái ý nghĩa. Một là nó là nó chỉ là một dãy các phần tử, và hai là cho phép dùng lệnh for để con biết nhớ chạy dọc trên các phần tử của cái dãy đó, thì đối tượng đó gọi là tuần tự. Không phải chỉ có list là tuần tự đâu. Đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Để chúng ta cùng hiểu rất là hay này. Bây giờ chúng ta quan sát lại cái số ký tự S đi. S 101 Hà Nội. Được chưa? Thì S ở đây. S là một cái sâu. Thì ở trong Python thì người ta hiểu S là chính là một dãy gộp lại các ký tự. Và như vậy chúng ta cũng có thể truy cập vào như sau. S từ phần tử của nó đây. 0 này nhé, truy cập giống như là dãy là list chưa? S0 chính là ký tự 1. Đó. Chúng ta có thể tính là len, hàm len của S. Đây, hàm len của S giống như là với dãy. Độ dài của nó là 11, gọi là len. Như vậy là S 10 là ký tự nào? Chính là ký tự Y. Ký tự 0 mà. Len 11 mà chính là từ 0 cho đến 10 là ký tự Y. Đấy, và tôi có thể viết như sau: for ch in s, đó bạn thấy không, là in s print s rồi print ch n bằng in từng ký tự một trên số s gì đó, thấy không, 0101 Hà Nội đây rồi. Như vậy ta có là for ch in s. Như vậy cái cấu trúc này giống cấu trúc như này đúng không? Giống cái này. Như vậy suy ra là bản thân số ký tự đấy nó cũng là một cái dạng kiểu dữ liệu tuần tự. Dữ liệu tuần tự nhé. Tuần tự. Tức là nó gồm là một dãy các phần tử, cụ thể là gì? Cụ thể là sâu chính là bằng một dãy các ký tự. Trên sâu cũng là một cái dạng, là một dãy các ký tự, một dạng nó là dữ liệu tuần tự, được chưa? Tuy nhiên sâu không phải là kiểu dữ liệu là khả biến, cho nên chúng ta viết là s như này, s không như này nhé, được là một, nhưng không thể viết như được, thì viết là s không bằng mở nháy 2, được không? Phải báo lỗi ngay lập tức, không được vì chúng ta không thay đổi được dữ liệu của số S thì không thay đổi được, vì S là kiểu dữ liệu còn là bất biến đó, chúng ta chú ý nhé. Đối với list thì được, đối với list là được, còn đối với show thì không được. Chúng ta sẽ thêm một ví dụ nữa nhé.
là chúng ta dùng có cái range, chúng ta biết rồi đúng không? Bây giờ tôi viết như sau, tôi viết là x lớn bằng range 10. Thì cái range 10 này là cái gì? Là chính là bản chất nó là một dãy các số từ 0 đến 9. Được chưa? Đấy. Bây giờ time time x là cái gì? Thì nó là cái kiểu range. Cái range là một kiểu dữ liệu mà không phải kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng mà kiểu nó là cái đặc trưng, cho nên nó có chúng ta không học kỹ cái kiểu range này, nhưng mà hiểu là gì, hiểu như vậy là nó cũng là một đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp gọi là lớp range, là một vùng các cái một vùng một cái vùng giá trị hay là một dãy các giá trị, mà giá trị này nó cũng là gì, nó cũng là kiểu dữ liệu tuần tự. Thì chúng ta thử nhé, đây này, chúng ta là for i in x đó, in x nhé. Chúng ta nhớ là chúng ta có lệnh for i in range rồi thì for in x thôi, print print i ra đó, nó sẽ in ra là từ 0 đến 9. Mặt khác x gì, chúng ta cũng có thể viết là gì, x gì không như này, x gì phân tử 0 là 1, x phân tử 9, phân tử 9 là 9. Đấy, cho nên là đối khi tôi viết là x bằng range 10 thì như vậy x nó làm kiểu dữ liệu tuần tự, và chúng ta có thể truy cập vào từng ký tự một, từng phần tử một của cái dãy range đó. Đấy, được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa mới làm quen với list là một này, str là hai này, và range là ba, là những kiểu dữ liệu mà người ta gọi chung là kiểu dữ liệu tuần tự. Thế vậy kiểu dữ liệu tuần tự là kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể di chuyển dọc theo các phần tử của cái dãy đó mà nào, nhưng mà nào tắt 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 micro đi để cả lớp cùng nghe nè. Được chưa? Đó, nhưng mà chúng ta vừa mới làm quen với không phải chỉ có với list đâu, và với str cũng vậy, sâu và với cả range nữa. Ba cái này là nó giống nhau. Là gì? Là chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một của nó, và chúng ta có thể duyệt trên từng phần tử của nó dùng lệnh for, mình nhớ in đối tượng, lệnh chung là for biến nhớ có thể EJK như đấy, in xong nó là đối tượng, một hai chấm xuống dòng. Thế như vậy là chỗ này thì cái biến nhớ này là kia, nó sẽ chạy trên các cái đối tượng này nhé. Thì tất cả ba cái này thì người ta trong trong Python người ta nói chung là kiểu dữ liệu, nó gọi là dữ liệu tuần tự, nói chung là cái gọi là dữ liệu tuần tự được chưa, rất là hay đó, dữ liệu tuần tự tiếng Anh nó gọi là iterable. Đây, data tự nhé, cho trong Python nó gọi là như thế, mà cái bạn ai mà học sau này các bạn sẽ biết là cái iterable. Ông sách ấy là cái ông sách dụng sách dạy hơn, là một trong những cái điều rất là hay của Python, đặc biệt hay đặc biệt lắm, nó rất là mạnh, không phải chỉ có là không phải chỉ có list, range và sâu đâu, còn nhiều thứ khác nữa, nên chúng ta sẽ học sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời dừng lại đây để ta biết như vậy, biết thêm một khái niệm nữa là kiểu dữ liệu tuần tự, và list là chính là kiểu dữ liệu tuần tự đó. Nhưng mà là kiểu mảng hay kiểu dãy chính là một cái dạng của kiểu dữ liệu tuần tự trong Python. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học thêm tiếp theo này. Như vậy khi đây chúng ta trở lại cái A đúng không? Thì chúng ta có thể lấy ra từng từng phần tử một thông qua cái chỉ số. Chúng ta có thể dùng khái niệm là chỉ số như này, đúng không? Chỉ số để lấy ra mà có thể điều chỉnh của cái chỉ số. Như trong Python nó cho phép chúng ta là không những lấy ra là một chỉ số đâu, mà lấy ra cả một cái vùng, gọi là một cái vùng chỉ số. Đó, thì chúng ta chuyển sang khái niệm mới.
học bài hôm nay là nó gọi là slicing. Slicing nhá. Đấy thì cái khái niệm mà slicing này là rất đặc biệt nhá. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì cái này nó là cái gì? Đây là tiếng Anh này là slicing này, đúng không? Slice. Nó là nó cái điểm này nó gọi là vùng chỉ số. Tức là gì? Là như sau này. Tức là đáng nhẽ chúng ta có thể truy cập vào một phần tử thôi của A. Bây giờ chúng ta có truy cập cả một cái vùng chỉ số. Đây, khi tí viết A như này, khi tí viết A như này là vị trí A là 0, đó là 2.5. Đấy. Cách viết như này là gì? Là máy là chúng ta hiểu là gì? Là truy cập các phần tử từ 0, 1, 2, 3, 4 đến trước 5 thì dừng lại. Nó giống như là cái hàm range. Như vậy ở đây là gọi là cái vùng chỉ số từ 0 đến 5. Thì enter nhé. Đó. Như vậy là bản thân A thì là A rồi, A có 3 phần tử, A nhiều hơn A có thêm A là có 6 phần tử cơ. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tôi biết là A 0, 5 thì nó ra cái này. Đó, ra cái này. Một cái vùng chỉ số. Một cái vùng chỉ số từ 0 đến 5. Cái tổng quát chúng ta có thì là A có thể viết là start, sau là 2 chấm, stop. Thì đây là vùng chỉ số nhé. Mặc định là start là cái start bằng 0, còn stop mặc định là len, là chính là len của độ chiều dài của A. Còn chúng ta ghi rõ là như này, thì đó là vùng từ đây tới đây nhé, từ trước đây nhé. Như vậy là vùng chỉ số là một khái niệm tổng quát hơn là ta lấy một cái tự, nên là tốt hơn là trường này. Nhá, thì tôi viết lại nhé. Đây, A này, 1 này, 2.5 là cái gì? Là các phần tử là A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4. Đó, phần tử. Được chưa? Cho nên là cái lấy ra một cái vùng chỉ số, nó gọi là slicing. Nhá. Đây. Như vậy là cách làm số là như sau, là chúng ta gõ A tại số này, sau đó là dấu ngoặc vuông này. Sau đó gõ cái chỉ số đầu tiên là start, sau đó là 2 chấm, sau đó chỉ số là stop. Đó là cách lấy ra nó gọi là vùng chỉ số. Và cái vùng chỉ số này thì là nếu chúng ta tất cả start stop đều có thể bỏ qua, nếu không có start thì là từ đầu, không stop thì là cuối như sau. Ví dụ như này thì tôi viết là A là 2 như này thôi thì là gì? Là chỉ là cái một phần của dãy A từ 2 cho đến cuối, từ 2 cho đến cuối của dãy. Thì tôi viết là như này, A này, thế này 4, hiểu là gì? Hiểu là từ 0 cho đến 4. Chỗ này là start là rỗng mà, chỗ này là start rỗng. Stop là stop, 2 chấm đây này. Thì đây là chính là gì? Đây nó chính là từ đầu, từ 0 cho đến 3, 0 đến 3. Thấy không nào? Đấy, bạn thấy như vậy này. Bây giờ rất hay nhá. Bây giờ như này, bây giờ đáng nhẽ tôi muốn thay hai phần tử đầu. Đây là A đây. Phần tử 0, phần tử 1 đây. Đáng nhẽ tôi phải dùng hai lệnh liền. Tôi phải dùng là A0 bằng 1, xong nó là A1 bằng 2. Thì bây giờ tôi làm như sau, tôi biết là A 0 0 2, đây là 1 đến 2 đúng không nào? Bằng bằng như sau, bằng 10 11. Đây, bằng dễ như này. Enter. Thì như vậy A nó thay đổi gì? Chỗ này như vậy là A 0 2 ở đây thì là 10 thay vào 0, A0 1 thay vào A1 thì từ A này. Đây 11 đây. Được chưa? À, như vậy là tôi thấy là cái lệnh gán lệnh mà thay đổi từ vật tử 1, chúng ta có thể tổng quát là chúng ta có thể là lệnh khá như sau: A này start, stop và bằng glitch nào đó bất kỳ. Miễn là hai bên nó phải là gán các phần tử của list vào bên này, được chưa? Vào bên này. Đấy. Thì vấn đề là cái hai bên này phải cùng phần tử với nhau. Đây là cái lệnh mà
chúng ta có thể tổng quát thay đổi giá trị của nhiều nhiều phần tử cùng lúc của một dãy. Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi làm thử một cái bài toán như này nhé. Bây giờ cho trước một người cho trước một cái dãy A. Nhé. Bây giờ tôi cho trước bất kỳ. Bây giờ cần thay thế tất cả chỗ nào có hai số không liền nhau thì tôi thay thế bằng số 1 và số 2. Để làm như nào? Đây, giả sử A này, A bằng nhé, giả sử A bằng 1, 2, 4, 0, 0, 3, 1, 6, 8, 6, 9, 10, 0, 1, 0, 0. Được chưa? Thế bây giờ đầu bài của chúng ta là gì? Thì cho trước cái A như này, bây giờ cần thay thế chỗ nào có 2 số 0. Thì thay thế bằng số là bất kỳ một số nào mà tôi muốn thay thế bằng chữ IT nhé, IT bằng bằng ký hiệu là 2 số 0 thì thay số 0 đầu tiên bằng chữ Y, bằng số 0 số 2 mà thay bằng chữ T. Được chưa? Thay thế. Thì làm như nào? Thì làm như sau này. Tôi làm một gì ngay đây đây nhé. For này. Tôi cho Y chạy từ từ đầu chuyến for Y in range từ đầu cho đến là không cần đến cuối cùng của A đâu, cần đến là len A trừ len A trừ 1, tức là đến cái phần tử gần cuối cùng của A. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ tôi kiểm tra này, if này, if A này, bắt đầu từ Y này, đúng không? Hai chấm này, Y cộng 2, tức là hai số liền nhau bắt đầu từ Y. Nếu mà hai cái này mà là bằng không không đó, nếu bằng không không thì chúng ta thay, chúng ta gán hai y cộng hai bằng đầu tiên là chữ gì, chữ it đúng không, i t đó. Vậy thế như này nhé, đó. Nếu mà gặp cái kia chúng ta thay thế như thế. Đó. Mình lệnh for thôi. Enter này. Enter. Kiểm tra A nhé. IT này. IT này. Đấy. Thay thế rất nhanh mà không kiểm tra phức tạp. Phải đúng một lệnh for thôi là kiểm tra mà thấy được. Nếu là dùng cái kia, dùng cái kiểu gọi là vùng chỉ số, gọi là slicing. Đó. Thì đây là cái rất đặc biệt nhé. Rất là đặc biệt của Python. Bạn đã hiểu chưa? Nhé. Đó. Thì cái này nó gọi là slicing. Thế chẳng lại nhé, slicing là một cái nôm na tôi hiểu là là một cái dãy con, của dãy A, và cách chúng ta truy cập là nó là tổng quát hơn của việc truy cập cho từng phần tử. Chúng ta truy cập theo một cái vùng chỉ số từ đầu cho đến cuối nhé. Mỗi vùng chỉ số ký hiệu là nó là start, đúng không, nó là start và kết thúc là stop. Rất là hay, cái này rất là hay, được chưa? Thì đây là cái mà chúng ta có thể làm, được rất nhiều thứ nhé. Ở trong cái trong đây tôi lấy đây chỉ là mấy thôi, chúng ta có thể có nhiều bài tập khác nữa để làm để giải quyết cái bài toán của dãy nhé. Như vậy đây là cái định vùng chỉ số. Mình nói thêm này, cái vùng chỉ số này là không những chỉ có là mặc định là start stop, ngoài ra nó có thêm một ký hiệu nữa là step, là các bước nữa, nó còn hay nữa. Ký hiệu vùng số này nó rất là giống cái cấu trúc của cái hàm range, rất là giống như hàm range cách nhau bởi dấu phẩy, phải cách nhau bởi dấu hai chấm. Hàm range là mà định nó là start phẩy stop phẩy step, đó là cái dạng mô hình tổng quát của cái hàm range. Thì mặc định step nó không có thì ta nó coi như bằng một, cho nên là bước một. Mà tôi step bằng 2 thì lại là khác. Đó. Thì đối với
đối với list cũng như vậy, chúng ta có cái khái niệm là vùng chỉ số hoặc là slicing. Thì quyền tổng quát của slicing là gồm có ba cái ký hiệu là start, stop, step, cách nhau bởi dấu hai chấm. Nhưng mà mặc định step là mặc định là bằng một, chúng ta có thể bỏ đi. Nếu bỏ đi chúng ta có thể xóa như thế này. Đấy, stop. Được chưa? Còn stop nếu mà bỏ đi như thế này thì mặc định stop tức là độ dài của dãy. Còn nếu mà start mà chúng ta bỏ đi thì mặc định cái gì? Mặc định của nó là không. Đó. Thế bây giờ nhé, bây giờ tôi muốn lấy ra dãy con của A là gồm các phần tử là với chỉ số chẵn, chỉ số chẵn của A thì làm như thế nào? Thế làm như thế này, là không, đúng không? Không này, chúng ta có thể bỏ qua cái số 2, vì đó là mặc định hay là cả dãy thôi mà, đây tức là 2. Thì đây chính là ký hiệu này là chỉ là các phần tử chỉ số chẵn của A. Đây tôi làm thử nhé. Đây. Bây giờ bài là in ra A đây, A là đây, in ra các phần tử với chỉ số chẵn của A là như nào? Đây for s in nhá, in A. Không phải như A này mà viết như này A không 2. Đó, thấy không nào? Thậm chí ta biết là không là mặc định, cũng bỏ qua, tôi có thể viết luôn này. Như vậy là chỗ này là start là mặc định là bỏ qua, hiểu là không. Stop mặc định hiểu là toàn bộ dãy, là độ dài của dãy, còn đây là số 2 là các step. Như vậy là nó nhảy là A0 A1, A0 A2 A4 nhé. Và print s trên một hàng ngang. Đấy không nào, in ra là 1 này, A0 này, A2 là 4 này, A6 này, là T này, A8 này, đấy, A8 là 6 nhé, A10 là 10 này, A12 này, A14 này, thế không nào. Được chưa? Và bây giờ chúng ta có thể, thậm chí chúng ta làm rất là nhanh. Bây giờ như sau, tôi có thể là như sau, bây giờ tôi làm bài tập như sau này. Bây giờ tôi in ra tất cả các số lẻ từ 1 đến 100, in được không? Đây. Dùng ngay cái hàm range for, vì cấu trúc của hàm range giống hệt cấu trúc của slicing, chỉ khác là hàm range là có dấu phẩy, còn slicing thì có dấu hai chấm nhé. For i in range đây. Nhé, không này là 100 này và 2. Lên này sẽ in ra tất cả các số chẵn từ 0 đến 100. Thì n in ra tất cả các số chẵn. Thấy không nào? Vì cái cấu trúc của hàm range nó cũng giống hệt như là cấu trúc của cái cấu trúc của cái slicing này, cấu trúc của cái này này. Chỉ khác cái là hàm range là cách nhau một dấu phẩy, còn thằng này là cách nhau một dấu hai chấm. Chúng ta hiểu chưa? Cũng là từ 0 đến n trừ 1 đây. Như vậy đã hiểu hàm range rồi thì hiểu rất nhanh sang cái phần slicing này. Rất là nhanh luôn. Được chưa? Đấy. Bây giờ như này. Bây giờ ngược lại, bây giờ in ra tất cả các in ra cái đây bây giờ làm bài tập này nhé, in ra cái dãy là 1 4, cái nào nhỉ, tôi xem là cái nào hợp lý nhé. 1 4 7, 1 này, 4 này, cách nhau bắt đầu từ 1 và cách nhau là 3, đúng không? Thế là 3 10 này, 13 này, cách nhau là 3 đúng không? Và in ra như vậy đến nhỏ 100 thì thôi. Thì làm như nào? In ra cái dãy này. Cứ làm được không? Số cuối cùng là số mà phải nhỏ hơn 100. Cuối cùng. Thì cứ làm như sau này. Là for i in range bắt đầu từ 1, đúng không? Đến trước 100. Nhưng mà cách nhau 3. Đấy, in ra như này. Print i
em bằng diễn ra là một cái bài xoáy tận cuối cùng là số cuối cùng là 97. Thế nhưng mà chúng ta nhớ lại cái cách nhà viết như này nhé, của cái hàm range tổng quát đấy. Như vậy là cái hàm range mà tổng quát là start phẩy stop phẩy và step, đó là hàm range. Hàm range. Còn đối với list thì slicing mặc định là start hai chấm stop hai chấm step. Đấy, được chưa? Rất là hay. Một ý nữa là step này là mặc định nó là một, mà step có thể làm số âm, có thể là trừ một thì là nó là giảm. Vì cái bài này thì in ra các số là từ ngược lại từ 111 làm như nào? In ra như này. Sửa tôi copy ở đây nhé, để tôi làm ở đây nhé. Đây. In ra là tính từ 100 trở đi. 100 nhé. Giảm xuống cho đến trước 0 thì dừng lại, trước 0 thì dừng lại và lùi về là âm 3 số, âm 3. Thì như vậy là in ra từ 100 này. 97 này cho đến tận trừ 3 thì trước khi không dừng lại ở số 1 đấy nhé. In thử này sẽ in ra ngược trở lại, bởi vì đây tức là trừ 3, step đó là trừ 3, bạn hiểu chưa? Với dãy số còn hay nữa, đây tôi viết là b bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giả sử như vậy nhé. Đấy, thì bây giờ tôi có thể viết nhanh dãy B theo chiều ngược lại, tôi viết được không? Được. Viết là B. Đúng không? Bắt đầu là gì? Bắt đầu của cái phần cuối cùng của B này ngược lại là gì? Tôi ngược lại là như sau. Tôi có thể viết là len, thậm chí là B trừ 1, đúng không? Về trước không, về trước không thì tôi lại viết trừ một, cùng là trừ một. Cái này các bạn có hiểu không nhỉ? Tức là bắt đầu từ vị trí chỉ số là len b trừ một là phần tử cuối cùng của b, và đi lùi về với bước nhảy là trừ một, lùi về cho đến trước trừ một tức là về không thì dừng lại. Thì đây chính là cái dãy này này, dãy này là chính là cái dãy con là chính là ngược lại. Ủa chết rồi, nhầm. Kiểm tra lại nhé, B nhé, hàng thứ này này, hàng thứ hơn này. Này, chắc là đúng hơn này. Được chưa? chỗ này là thôi được, cái bạn hiểu, các bạn biết trừ một này sai vì là cái này thì hơi khó một tí, được, tức là ở trong Python còn có khái niệm nữa, khái niệm chỉ số âm mà thôi, chúng ta bỏ qua. Các bạn có đọc thêm sách của tôi viết đấy thì nó có cái phần nó về chỉ số âm, ở đây dùng chỉ số âm như vậy là sai đấy, phải dùng cái khác thì chúng ta tìm hiểu nhé. Như vậy viết như này này, khi mà tôi viết là start stop và trừ một, nếu mà tôi bỏ qua start, nếu cái này là âm ấy, thì mặc định start chính là cuối, là phần cuối đuôi của dãy, còn stop chính là đầu của dãy, thì chúng ta có thể bỏ qua như vậy, được chưa? Đó. Khi tôi viết là b như thế này, như thế này một, thì mới hiểu là chính là cái dãy b theo chiều xuôi. Đó, khi tôi viết là b như thế này trừ một là theo chiều ngược lại nhé. Đó, chỗ này có tôi bị sai, đây là chính là cái chỉ số âm, như vậy là sai nhé. Rồi, mà chúng ta đã biết cái khái niệm là slicing rất là hay. Khi mà chúng ta biết là slicing ấy thì nó là không ảnh hưởng gì đến cái dãy B. Đây, khi tôi viết cái này nhé, B đây, khi tôi viết thì viết A bằng B như thế này, trừ 1,
thì A là dãy, là dãy ngược lại của B, nhưng mà B vẫn thế này, B cũng thay đổi như vậy, A B là hai dãy khác nhau. Như vậy khi tôi viết là A start start stop như này nhé, stop stop như này, thì tôi tạo ra một cái dãy con của A, nhưng mà nó là khác A, nó không phải là A, nó là một cái đối tượng mới khác A. Thế được, chúng ta sẽ tìm hiểu sau cái này. Chúng ta không có thông lắm như thế này, nhưng mà đây là một cách làm rất là hay, là nó cho phép lấy ra một cái phần của một dãy cho chiếc theo một cái cách viết là theo vùng chỉ số, giống như cái hàm range, chỉ khác nhau là dấu hai chấm thôi, được chưa? Đó, thì đó là cách mà tôi gọi là, người ta gọi là nó gọi là slicing, gọi là vùng chỉ số, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một khái niệm nữa cũng rất quan trọng, và rất quan trọng đối với số, thì là chúng ta biết rồi là dãy số là các phân tử của dãy số là ta làm nó là kiểu dữ liệu bất kỳ, và nó có thể là chứa là một cái dãy con nữa, cho nên là có thể là list, có thể chứa chứa list hay là list nằm trong list. Đây là khái niệm rất rất là hay. Thì như này nhé, ví dụ tôi làm tôi lưu một cái dãy các phân tử của nó, mỗi phân tử của nó là gồm có hai phân tử. Ví dụ tôi muốn lưu là dữ liệu của tôi thì mỗi một cái dãy số như vậy gồm có hai phân tử. Thứ nhất là tên học sinh, ví dụ như vậy, ví dụ nhé, và cái thứ hai là cái điểm số của anh ta ở cái môn nào đó, thì là 7 chấm. Đây là bây giờ dữ liệu của người thứ nhất nhé, là Hà này, người thứ hai này Bình này, tên người này, điểm số của Bình là 10 điểm nhé. Sau đó phẩy người thứ ba cũng là một dãy nhé, người thứ ba là Quang, ví dụ như vậy, và điểm số của anh ta là 8.5. Đó, thì bạn thấy không nào, đây A đấy nhé. Đây, như vậy là A có bao nhiêu phân tử nhỉ, len của A kiểm tra này, len của A có bao nhiêu phân tử, có 3 phần tử. Ta kiểm tra phần tử chất của A nhé, A0 này, A0 chính là một cái, là làm click nữa của hai phần tử Hà và 7.8. Bây giờ A1 này là Bình và 10, hai hai phần tử, vì A2 này Quang và 8.5. Như vậy là mỗi phần tử của cái dãy A này này lại làm một cái dãy khác, thấy không nào? Đấy, như vậy là dãy A là chứa, là bên trong A là chứa các cái dãy con, mỗi từ của A là một dãy con. Về lý thuyết thì ta có thể là lần nó có thể là lung tung phần tử, ví dụ A0 là một số này, A2 là một dãy 3 phần tử, A3 A2 là một dãy 10 phần tử, lung tung. Nhưng mà để mà mô tả một cái mô hình dữ liệu chuẩn xác nhất thì nếu mà một cái dãy mà phần tử của nó là một dãy con thì nó phải có cùng cùng kiểu, cùng cái khuôn dạng, cùng cùng dữ liệu, cùng cái số hạng phân tử thì nó có ý nghĩa hơn. Ví dụ như này là có ý nghĩa này, đây là một cấu trúc dữ liệu mà mỗi phân tử của dãy A là một cái list gồm có hai phân tử là tên học sinh và điểm số của học sinh đó, thì nó có ý nghĩa hơn, thấy không nào? Đấy. Chứ nếu mà ta để lung tung thì rất là khó, người ta biết là B như này, B bằng 1, 2, xong lại nhảy ra một cái ở đây lại 1, 2, 3, 3 thế này, đóng lại như này, thế lại mở một cái khác ra lại là 10, 9, 18, 19, 20. Đúng như này thì nó không hay, đúng không? Xong lại 0, xong lại 1, xong lại 9 như này. Thì dây này nó rất là, dây B nó rất là lởm khởm, không có ý nghĩa. Nên khi mô tả một cái cấu trúc là list, list mà chứa list thì nó phải như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu gọi thế nào? Thì cái này đây là cấu trúc, gọi là dữ liệu có cấu trúc đấy, nó phải hợp lý, được chưa? Rồi, thế bây giờ đối với cấu trúc hợp lý như này thì chúng ta có thể làm rất là hay. Ví dụ làm như này, bây giờ sửa, tôi muốn in ra một cái bảng gồm có là tên học sinh và điểm số, làm như nào? Mỗi tên như vậy trên một hàng, trên một hàng, trên trên một cái hàng thì làm như nào?
Đây, cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì cái lệnh for, bên nhớ in một dãy, chúng ta có thể tổng quát lên trong trường hợp mà dãy chữ dãy dãy mà chứa dãy con như thế nào. Rồi chúng ta cùng nhau làm cái này nhá. Phần này là phần rất hay đây. Đây. Là sửa A rồi, A đây nhé. Là sửa A chúng ta là như thế này. A đây. Rồi. A là một cái cấu trúc dữ liệu là có cấu trúc rất là chuẩn tắc. Mỗi phần tử của A là một cái dãy gồm có hai phần tử, tên học sinh và điểm số. Thì khi đó chúng ta làm như sau. Chúng ta có thể dùng lệnh for tổng quát nhá. For phẩy y là for là tên phẩy điểm hai, đây là for là hai phần tử nhé, hai biến nhớ tên điểm in A. Này các bạn thấy không nào? Vì A, mỗi phần tử của A gồm có là một cái dãy con gồm có tên và điểm, thì bây giờ tôi dùng hai biến nhớ là tên và điểm, tôi có thể chạy dọc theo cái dãy A này. Đây và print tên điểm, thấy chưa, enter. Đấy, in ra này, A 7.8 bình 10 5.5, thấy không nào? Như vậy là for tên và điểm hàng ngày cùng chạy dọc theo A, như vậy suy ra là mỗi phần tử của A nó đều phải có dạng là hẳn là hai phần tử như thế này. Đấy, lệnh này nếu mà A có một cái phần tử mà có một phần tử có một số thôi thì lệnh này sẽ báo lỗi ngay, bị lỗi ngay vì nó không đúng nữa nhé. Cho nên là phải chính xác, nên tôi nói là phải cái cấu trúc của A nó phải chuẩn tắc thì cái này là rất ngon lành. Đây chính là cái lệnh tổng quát đây, lệnh tổng quát của lệnh for, là chúng ta không phải chỉ là for y in A mà for có thể for nếu mà A mỗi phần tử của A là một dãy, gồm 10 phần tử, chúng ta có thể là như sau. Chúng ta có thể dùng một cái dạng tổng quát là for y 1, y 2, y 3, vân vân, y m in A. Đó. Nếu mà mỗi phần tử của A là một dãy phần là một cái dãy m phần tử thì nó như thế này, thấy không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Như vậy là A này, A không là chính là một cái bản thi, mà A không là một cái bản thi gồm có hai phần tử là Hà và điểm số của Hà, thấy không nào? Các bạn cùng nhau tìm hiểu chưa? Thì bây giờ tôi truy cập vào cái phần tử đầu tiên là tên nhé, tên Hà là như sau. Viết A này, A không, như vậy A không là một dãy, bây giờ tôi truy cập tiếp này, không, đây chính là nhà. A này, không này, một là cái gì? Thứ hai của A không chính là gì? Chính là 7.8, được chưa nào? Đó, cho nên là nếu chúng ta có một cái mô hình là dãy mà chứa dãy con có cái cấu trúc giống nhau thì chúng ta có cái mô hình là như này, mô hình là A y y g. Đấy, đây là cái gì? Đây là phần tử thứ g của phần tử thứ y của A, thấy không nào? Mỗi cái AI này nó là một cái phần tử, là một cái dãy, là một cái list mà. Thì đây là phần tử thứ G của dãy của phần tử AI. Đó, thấy không nào? Thì như vậy là dãy nằm trong dãy thì nó làm cái này đây. Và đây chính là cái mô hình mà mô tả cái ma trận đây. Chính là mô hình ma trận đây. Đấy. Ở trong Python không có khái niệm là mảng nhiều chiều, không khái niệm mảng nhiều chiều giống như là C hay là trong Pascal, mà chỉ có khái niệm là list nằm trong list hay là list chứa list. Nó chứa nhiều mức, nó chứa hai mức thôi thì nó là chính là mô hình ma trận, thấy chưa? Thì nó là như thế này. Đây bây giờ tôi làm tiếp tục mô tả nhé. Bây giờ tôi mô tả cái ma trận như sau. Đây, A này bằng này, A bằng nhé, cái hàng đầu tiên này là 1, 2, 4, hàng thứ hai là 2, 4, 8, hàng thứ ba 0, 0, 10, được chưa? Đóng lại này.
lỗi như nào nhá, để con bị sửa bị thừa bị thiếu một dấu để lại tí nhá. Đây dấu ở đây thiếu dấu như này đấy. Phần tử thứ nhất của A là 1 2 4, phần tử thứ hai là 2 4 8, phần tử thứ ba là 0 0 10 đấy, được chưa? Đó thì các bạn chú ý nhé, khi tôi viết như này đấy, thì cái biểu tôi có thể viết là A này, A này, A một, hai là cái gì đây? Đây là phần tử A1 nhé, và hai là phần tử thứ hai của A1. A1 là cái này này, phần tử thứ hai là phần tử thứ hai chính là 8, đây 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 chính là số 8. Đây, số 8. Thấy không nào? Thế như vậy là A1 đây, A1. A1 chính là hàng 1. Đúng không? A1 chính là hàng 1. Như vậy là A, I, G thì I chính là chỉ số hàng và G chỉ số cột. Thế có nào? Đây này. Đây là hàng 1 này. Hàng 2 này, đây là hàng 3 này. Cột này, cột 1 này là 1 2 0 này. Cột 2 là 2 4 0, cột 3 là 4 8 10. Thì tôi in ra nhé, biết tôi sẽ in ra trên một hàng ngang này. À, chứ mà tôi in ra cái VA như vậy, VA như này nhé, tôi sẽ in ra cái mặt trận A làm như nào. Đây, cùng các bạn làm. Thì chúng ta sẽ phải dùng hai lệnh for lồng vào nhau. Đấy, for. Ở đây là dãy A gồm có 3 phần tử, và mỗi phần tử của dãy A cũng có 3 phần tử. Tôi viết thẳng số 3 luôn cho dễ nhé. Đây, for i in range 3, đúng không? 2 chấm. For g in range 3. Đây là của lập 3 cả. Tôi print này, tôi print cái phần tử A i xong lại mở ngoặc g, đúng không? Và với cái g như vậy tôi viết trên một hàng ngang, tôi sẽ viết n bằng như thế này. Đấy. Nhưng mà sau đây này là sau cái vòng lặp này này thì là in ra các phần tử g là ai chưa sẽ biết là g thay đổi viết trên một hàng ngang. Sau tôi sẽ phải dùng lệnh xuống dòng, dùng lệnh này, lệnh print này để xuống dòng, lệnh print này để xuống dòng, không gì là xuống dòng. Thì lệnh này sẽ in được ra cái mặt trận A. Enter. In ra là hàng đầu tiên chính là 1 2 4 này, chính là cái này này. Đây là 1 2 4 này. Hàng thứ hai chính là 2 4 8 này, là cái này. Hàng thứ ba là 0 0 10 chính là cái này. Được chưa? Cột 1 của nó này, cột 1 đấy nhá, cột 1 của nó này là 1 2 0 chính là 1 2 0. Cột 2 là 2 4 0 chính là 2 4 0. Cột 3 là 4 8 10 chính là 4 8 10. Đó. Cho nên là AEG đây ta hiểu gì là I là chỉ số hàng và G là chỉ số cột. Hiểu không nào? Đấy. Thế như vậy tóm lại các bạn thì chúng ta đi một lần nữa thì là Python thì không cho phép cái mô hình mảng nhiều chiều giống như là các ngôn ngữ khác, mà nó chỉ cho phép là khái niệm là mảng chứa mảng, mảng chứa mảng. Được chưa? Được rồi, thì chúng ta cùng nhau làm tìm hiểu. Để chúng ta làm xong bài tập chúng ta hình dung nhé. Thì tôi sẽ làm xong bài tập thì chúng ta cùng nhau chúng ta khá nhiều phần lý thuyết rồi, bây giờ chúng ta làm bài tập thôi nhé. Đây. Bài tập 1 của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ bài tập 1 là như sau này. Bài tập 1 là như sau. Và cho trước kia mà dãy A bất kỳ nhé. Sau đó là tính tổng các phần tử chỉ số chẵn của A. Được chưa? Đấy, A nhé. 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chỗ dễ nhé. 12, 13, 14,
4, 15. Vậy A có một số phần tử, được chưa? Đấy. Bây giờ bài 1 là gì? Là chúng ta cần phải tính tổng các cái chỉ số, các số hạng với chỉ số chẵn của A. Thì bài này có rất nhiều cách. Cái làm đơn giản nhất là như sau. Chúng ta S thì chúng ta dùng cái biến S cho bằng 0 và chúng ta có một lệnh for for các phần tử chạy trên các cái một cái dãy con S in in cái gì? In luôn là A này. Bây giờ các phần tử chỉ số chẵn của A chính là gì? Chính là viết như này, A này như thế này và 2. Đây là đây chính là cái dãy con của A gồm các chỉ số là chẵn của A, đúng không nào? Và tôi viết là S. Ở đây dùng một từ khác đi. Ở đây con từ là A nhỏ nhưng mà còn lẫn nhé. A nhỏ. Và đây S bằng S cộng A. Đây, A nhỏ. Và cục tôi in ra. Green. Green S. Đấy. Một nhận như vậy đơn giản không? Bạn thấy con không? Như vậy nhé. Hôm nay là buổi thứ 6 này. Bài 1 này. Bài 1 nhé, đơn giản. Đó. Cho trước kia dãy A như thế thì in ra các cái phần tử là số chẵn của A nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm tiếp bài số 2 nhé. Bài số 2 là như sau này, bài số 2 là một bài đơn giản như sau này. Bây giờ như sau nhé. Bây giờ chúng ta có cái dãy Fibonacci là như này, F này, 0 này. Nhắc lại nhé. Đây. F0 bằng 0 nhé. F0 là người bị Covid-19. F1 thì bằng F1 thì bằng 1, đúng không? F2 có thể đi cách ly. F2 thì bằng nhưng 1. Cách ly ở nhà. F3 bằng bằng 3. Tổng quát này. Fn bằng Fn trừ 1 cộng với Fn trừ 2. Được chưa? Đấy. Đồ bài như sau, đồ bài gì? Đồ bài là nhập n từ bàn phím và sinh ra cái dãy Fn này đưa vào một cái bảng A. Nào đó, bằng F đi. Gọi là bằng F đi nhé. Đấy, cái phần bài này là bài 2 này. Bài 2 là bài 2 là cái bài sinh dãy Fibonacci nhé. Fibonacci. Được chưa? Đấy, ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta làm F này. Tôi tạo ra một dãy F là như thế này. Được chưa? Đấy. Và tôi nhập từ bàn phím vào số N. Và tôi đưa vào dãy và tính theo tính và đưa vào dãy F nhé. Tính điểm N và mà đúng không? Thôi tôi làm cái hàm số đi. Hàm số cho nó hay nhé. Đây hàm số tôi ghi luôn, hàm số luôn đây để ra luôn cái hàm F luôn này nhé. Tôi làm def này, phi này, gọi là fib đi, n nhé. Rồi thế nhá. Đây thì F là n là như sau này. Thì là n, đây là n là phải lớn hơn bằng 2 đúng không? Bằng 1 thì tôi đây tôi biết được như này, if này, if n mà bằng 0 thì tôi return trả lại giá trị là cái dãy 0. Đúng không? Là có một phần tử. Bây giờ if n mà bằng 1 thì tôi return dễ là bằng đơn giản. Return cái dãy cùng hai phần tử tôi là 0 và 1. Như trường hợp n bằng 1 bằng 0 thì dễ rồi, biết n lớn bằng 2 thì làm như thế nào? Để tôi làm, chúng ta làm một tí nhé. Phần 2 là như sau này. Cho nên sao chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ dùng, tôi đặt cái F bằng, đây là tính N lớn bằng 2 đấy, đúng không?
n lớn hơn bằng 2 là f 0 1 là hai cái phần tử đầu tiên, đúng không? Bằng từ for k in range từ 2 trở đi, từ 2 cho đến n cộng 1, đúng không? Thì tôi viết là như này, là f thế nào? Để kiểm tra đi, xem làm được một câu bạn, tôi làm cái này một tí đi. K là liên tục với k bằng bằng như vậy, k bằng 2 chỉ đi, k bằng 2 thì bằng bằng tổng của hai cái f0 kia, đúng không nào? Được rồi, tôi làm như sau nhé. Cái này chỉ khóa đọc lại được. Tôi làm như sau này, tôi lấy với k bất kỳ nhé. Tôi lấy s thì bằng f, vì cái f là hàm bao nhiêu mà f là k, k tính từ không mà, đúng không nào? Được. K trừ 1 cộng với f k trừ 2, được chưa? Đó là f tôi bổ sung vào, bổ sung vào s đấy, cho k chạy từ 2 đến n cộng 1, k chạy từ 2 đến n đấy, tôi tính f2 tôi bổ sung vào. Cái là nên là k bằng 2 thì lần đây là một k trừ 1 cộng k trừ 2 chính là phần tử. Không, bạn. Và sau đó tôi bổ sung vào f và cứ như vậy hết một for là xong. Và return f. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi kiểm tra đúng không nhá? Bây giờ làm thử cái bài đúng không? Làm thử nhé. Này, đây là cái hàm của tôi đây, cái phương trình chính này, đây chương trình chính đây nhá, đây là chương trình chính ở đây nhá, là nằm ở đây này, chương trình chính nhá, chính này, tôi nhập n này, n bằng này, in này, input này, nhập số tự nhiên n, đó. Xong tôi viết f, tôi gán nó bằng luôn, bằng fib n. Xong tôi print, cái f ra ngoài. Đấy. Chạy thử nhé, xong đúng hay sai này. Bài này để kiểm tra đúng hay sai nhé. Để đây một tí này. Chạy thử nhé. Này bên n cho bằng 2 này. Thì nó ra là 0, 1, 1. Nó là 3 phần tử. Đúng rồi nhé. Bây giờ cho n bằng bằng 5 này. N bằng 5 nó phải ra 5 phần tử của A là 0, 1, 2, 3, 5. Chính xác rồi đấy. Bây giờ tôi chạy tiếp này. Cho n bằng 10 này. Cho n bằng 10 này. Thì nó ra là 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34, 35, 35, đúng rồi, chính xác, được chưa? Thế nhưng mà cái bài đơn giản như vậy thôi. Bài này chúng ta không cần tính đến cái yếu đồ tối ưu đó cả. Không cần tối ưu vì bạn biết rồi là cái dãy Fibonacci này tăng với gì? Tăng với, nó tăng với cái tốc độ của nó là tăng theo số mũ. Cho nên là với n, truyền đến n bằng 50 thôi là rất lớn rồi. Thì chúng ta tính toán n nhỏ thôi. Tôi chạy thử với n lớn một tí nữa, chúng ta có chạy được không nhé? Khó lắm, bây giờ với n bằng n cho bằng 20 có tính được không nhé? Đúng ra được. Lớn nữa là rất là chậm nhé. Hôm nay chúng ta ghi lại là bài 2. Được chưa? Chúng ta làm quen. Các bạn có hiểu chưa? Hiểu bài này chưa? Nhé. Cũng đơn giản thôi. Bài này cũng là bài mà chúng ta mô tả lại cái khái niệm hàm số. Hàm số. Đấy, hàm số nhé. À, và hàm này là trả lại giá trị đầu vào là n, trả lại giá trị là một cái dãy, là một cái list, thấy không này, trả lại là một cái list, chính là cái dãy Fibonacci, mặc dù đề giải không phải là tối ưu lắm, được chưa? Bây giờ chúng ta sang bài số 3.
Thông báo số 3 là như sau. Về chúng ta sẽ nhập mà như chúng làm ấy, chúng ta nhập gì? Chúng ta nhập mà N, xong với N chúng ta nhập họ tên học sinh, nhập điểm số. Số cuối chúng ta in ra cái bảng điểm của học sinh. Cái bài số 3 là bài nhập bảng điểm của học sinh nhé. Là cái bài mà mô phỏng cũng vậy, chúng ta làm ở đây này. Chỉ là cái bài này này. Thì chúng ta nhập từ bàn phím cái bài đó. Nào chúng ta làm thử nhé. Bài số 3 này. Đây. N bằng này. In này. Coi cho ta nhìn dễ nhé. Input này. Nhập số tự nhiên N. Đó, N. Bây giờ chúng ta sẽ nhập lần lượt nhập từng học sinh một và đưa ngay vào một cái mảng. Đưa ngay vào một cái mảng. Kiểu tôi là A này. Đầu tiên tôi để A bằng 0 này. Rỗng nhỉ. Rồi tôi bắt đầu này. For I in range N. Nhá. Tôi bắt đầu nhập này. Rồi bắt đầu nhập nhá. Đầu tiên là tên học sinh thì nhập theo là nhập mà theo là sâu. Tôi viết là bà tên. Input thì ta nhập thẳng bằng sâu mà. Nhập họ tên học sinh, thứ, viết luôn thứ ở đây cho tên dễ nhé, thứ này, cộng này, str này, y cộng 1, được chưa, sau đó là cộng này, nháy này, đấy, nó dễ, được, đấy, nhập tên này, tiếp theo là điểm bằng float, có thể điểm là số thực đúng không? Input mở ngoặc nhập điểm của học sinh. Thậm chí cái lượt tên vào đây nhé. Của học sinh này. Cộng. Tên. Cộng. Đấy. Như thế này luôn này. Sau chúng ta sẽ A này. Chấm này. Append gì? Append cả hai giá trị là tên và điểm. Chúng ta đưa vào cả hai. Đây. Tên, điểm. Thấy không nào? Như vậy là append một cái dãy con và dãy mẹ. Như vậy A là cái dãy mẹ là chứa nhiều dãy con. Mỗi dãy con của nó là một cặp tên và điểm. Đây, đưa vào. Và cuối cùng chúng ta in ra. Đây, in ra sao? Chúng lại print. In ra là bảng điểm của lớp for y đây không phải for tên phẩy điểm in a. Các thầy cho nhớ lại cái cách là vậy chưa, cái a bây giờ là một cái dãy mà gồm có các phần tử của nó là một dãy con là một dãy nữa, dãy list chứa list, cho nên chúng ta có thể cho phép là tên và điểm in a như này và print tên này, số nào cũng quan trọng gì nữa. Xong bây giờ tôi ghi cái bài này là bài 3 đúng không, bài 3 chạy thử nhá. Đây mình nhập 3 người thôi. Thứ nhất là Hà. Đấy, điểm học sinh của Hà 8.9. Người thứ hai là Bình. Người thứ hai là 9.5. Người thứ ba là Quang. Điểm 10. Mày báo ngay. Mày thông báo là như này. Thông báo ngay là
Bằng điểm của lớp là Hà 8.9, Bình 9.5 và Quang 10 chấm đây. Bạn thấy không này? Cái mà cái bài tập rất đơn giản thôi. Nhập vào cái. Người đã hiểu chưa? Nhìn kỹ lại nhé, để xem có gì không hiểu thì ta xem lại. Nhưng mà đây là cái bảng này đấy. Là cái mảng A là phức tạp. Này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem làm sao mà bài số 3 là như thế này. Bài số 3 chúng ta nhập cái mặt trận. Mặt trận vuông đi. Bậc N. Chúng ta nhập N. Sau chúng ta nhập N phần tử của hàng thứ nhất. Nhập N phần tử của hàng thứ hai. Nhập N phần tử của hàng thứ ba. Và cùng nhập, cuối cùng thì là nhập xong. Nhập N bình phương phần tử. Chúng ta cho N bằng 3 đi. Chúng ta phải nhập 9 phần tử. Nhập xong thì in ra cái mặt trận đó. Chúng ta xong làm bài xong bài số 3 nào. Bài số 4 ngày hôm nay là cái bài là nhập và in ma trận. Ma trận vuông bậc N, nhé, bậc N. Đấy. Nào chúng ta cùng nhau làm nhé. Đầu tiên chúng ta cái A này chúng ta để cái bằng rỗng này, chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Nằm nó vào kia mặt trận A này. Sau chúng ta sẽ nhập N trước này. N. Bắt đầu phức tạp nhé. N này bằng in. Chịu khó một tí. Input này. Nhập bậc. Bậc của ma trận. Ma trận. Bây giờ chúng ta phải nhập là N bình phương lần. N bình phương nhập từng số 1. Đến 2 bài nữa, 3 bài nữa chúng ta sẽ học cách là nhập N lần thôi. Mỗi một hàng ngang nhập một lần thôi. Nhưng không biết chúng ta chờ cái đó. Chúng ta nhập ngang, chúng ta nhập từng số 1 nhé. Rồi, bây giờ là for. Đấy. Y là nhập cho từng hàng 1. Thì làm nhập cho từng hàng. Thì hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4 đúng không? Nhập theo hàng thì chính là y đúng không? Y in range n. Và đây chúng ta sẽ nhập là for g bằng for y in range n. Ta nhập nhé. Nhập số bất kỳ thôi nhé. Rồi là x bằng float input này nhập phần tử hàng y đồ hàng hàng thứ nhất hàng str y cộng 1 hàng thứ làm gì tôi phải hiện hàng y cột str g cộng 1 đúng không cộng với như này mới đúng này nhập phần tử hàng y cột g người ta bị suy chuyển không thì ta phải biết là ta muốn hàng một hàng cột hai ta phải đề là y cộng một ở đây cho ta chọn thành là đúng nhất là từ tính từ một trở đi hàng y cột g hoặc hai chấm như này được chưa bây giờ như này nhé bây giờ chúng ta chú ý như này
Đây tôi phải có cái có một cái ma trận phụ nữa, một cái ma một cái dãy phụ nhé. Từ kia đây là theo theo hàng mà tôi viết là H đi, H bằng trống như này, được chưa? Rồi ở đây tôi khi nhập một hàng tôi viết là H chấm pen x. Khi mà nhập xong ở chỗ này này, đây nhập trên một hàng này, đây là nhập cho di chạy mà nhập trên một hàng, y đến hàng như là nhập nhập phần tử là trên một hàng là hàng hàng một trước đây, sau đến là học hết hết cả hàng một xong rồi thì tôi bổ sung vào H nhé. Sau khi bổ sung vào H xong thì ở đây tôi bổ sung vào A. Đấy, phiền một tí nhé. H đấy. Sau hai vòng lặp này thì tìm biết xong. Đấy. Là chú ý nhé. Khi quay lại đây tôi lại H bằng không bằng bằng trống là làm lại từ đầu. Rồi. Đây là xong cái phần A. Bây giờ tôi bắt đầu tôi mới in ra này. Print. Hơi dài một tí nhé. Ma trận đã nhập là rồi bắt đầu for này là như vậy nhé, for i in range n xuống dòng for g in range n in này print print a này i này G này, N này. Sau đây chúng ta có lệnh lệnh là print luôn để cho nó xuống dòng. Thì giờ mới xong nhé. Giờ tôi làm thử cái chạy thử cái đúng nhé. Đấy, như này này. Đấy. Đóng lại nhé. Đầu tiên tôi thiết lập A là một cái dãy rỗng và nhập N. Sau đó tôi phải for y bằng y đây tôi nhập trên một hàng, hàng thứ y đây, từ hàng một mỗi một hàng là như sau, tôi tạo ra một cái dãy h rỗng, sau nhập n số trên một hàng đây, trên một hàng nhập xong bổ sung vào h, nhập xong cả một hàng đưa đưa h vào a. Sau đó in ra bên này tên bên này là bài số 4. Chạy thử nhé. Chạy thử về hai trước nhé. Về hai những dễ này. Hai này. Cái phần tử hàng 1 câu 1 này. Là 10 này. Phần tử số 2 là 2.8 này. Hàng 2 cột 1. 1. Hàng 2 cột 2 là 0. Đấy, máy in ra nhé. Cho các bạn xem này. Hàng 1 này. 10 và 2.8 đây này. 10. Hàng 2 là 1.0 và 0 này. Thấy không nào? Đấy. Vì tôi đã nhập thử vào nhập thử một trận là 3x3 nhé. Chạy này. 3. Nhập phần tử của hàng 1 có 1 này. 1 0 1 0 0 1 0. Hàng thứ 3 là 0 0 1. Là 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy ta chú ý đây một chút thôi, mà hơi khó một chút nhé. Tạo dùng lệnh append là rất hay dùng của kia, các bạn rất hay dùng của cái dãy, của cái dãy. Cách chúng ta nhập từng n bình phương phần tử của một dãy để đưa vào để đưa vào một cái mảng, đưa vào ma trận hai chiều. Một cái ma trận hai chiều chẳng qua chính là một cái nick chiều thôi, nhưng mà mỗi phần tử của list là một list khác, thấy chưa? Chúng ta phải tổng quát đây là ma trận là n nhân m, nên tôi làm n nhân n thôi, nhưng mà tổng quát ta có thể làm ma trận bất kỳ. Thì ở trong sách của tôi thì hẳn cả cái chương 2 chương 6 chương 7 là dành riêng cho cái phần list này, nó rất nhiều bài tập. Thì chúng ta về chúng ta làm bài tập ở trong hai phần này nhé. Có gì không hiểu thì ta các bạn sẽ hỏi nhé. Lớp mình có ai hỏi gì tôi không nhỉ? Lớp mình có bạn nào làm lớp mình hôm trước có một bạn là tên là gì ở Đà Nẵng ấy, có ở đây không nhỉ? Có.
Câu hỏi tôi, câu hỏi tôi một cái bài là tính cái số dầu đúng không nhỉ? Cái gì đấy? Có ở đây không nhỉ? Ở trên nhóm của mình ý. Thì tôi hỏi lần nãy nhưng con không có không hỏi nữa. Không hỏi nữa à? Bài này bài đã làm được chưa? Cái bài là cho trước số n tìm cái số dầu nhất trong các số từ 1 đến n. Bài đó là bài nó không hay lắm nhưng mà tối lên ba với lắm. Bài đó là bài tương đối khó. Tôi muốn nói qua một chút thôi là để cho các bạn hình dung bài đó là nó khó như nào nhé. Cái bài đó là bài như này. Cái bài đó là cái bài mà với mỗi n chúng ta phải tính tổng tất cả các ước số từ 1 đến n. Như vậy là cho trước n chúng ta phải tính tất cả các cái tổng các ước số cùng từ 1 đến n. Thế là tôi nói qua cái bài đó để cho bạn xem cái bài đó là cái bài nó như thế này nhé. Tôi muốn giải thích cho bạn mà nó hỏi trên lớp cho nhóm của mình ấy. Tôi không muốn nói trên mạng đây cho bạn xem là nó như thế này, để cho bạn hình dung một chút về khái niệm thuật toán. Bài đó không hay lắm nhưng mà bạn đã hỏi tôi trả lời nhé. Tức là ý của bạn như này là cho chữ n và cho có số từ 1, 2, 3 chấm n như là k chẳng hạn, chúng ta sẽ phải tính cái số nó gọi là tổng ước số của k. Cái này này, cái số này là tổng các ước số của k tính từ 1 đến k. Đó. Như cái bài này các bạn đặt trên mạng là đúng rồi, chúng ta một vòng là for ngoài là y chạy từ 1 đến n. Với mỗi k chúng ta cần một vòng là for từ 1 2 3 đến k. Đúng không? Với mỗi một cái k chúng ta cần là vòng là for nữa là g chạy từ 1, 2, 3 đến k cho tính tổng rồi thì ta sẽ so sánh cái sau khi so nhất nhất cho ta đưa ra. Nhưng mà cái bài này là bài gì? Bài này là cái bài mà nó làm như sau này. Thì mà cái bài mà các bạn làm trước không đâu, bạn làm mẫu là ở vòng ngoài này là n bước, chỗ này là k bước, là tính toán là k bước. Sau đó cái bài này có cái độ phức tạp là 1 cộng 2 cộng 3 cộng n, tức là bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Tức là nó là cái bài này có cái độ phức tạp là ON bình phương. Đấy, ON bình phương cho nó khi n bằng 100 triệu. Khi n bằng 100 triệu thì là n bình phương nó là 100 tỷ thì nó rất lớn thì nó chạy không nổi. Thì mà nhưng mà bài này hầu như không có cách nào khác đâu. Bài này cái làm thân tôi hiểu cái làm như này nhé. Chúng ta lên mạng chúng ta tra cứu cái công thức ấy. Với một số k bất kỳ, với một số m bất kỳ thì cái TUS này, cái m này này là tổng các ước số của m. Chỉ có nó có một cái công thức tính cái này. Ví dụ nhé, cứ như sau này, nếu m có khai triển thành tích các số nguyên tố là P1 K1 và PS KS, tích các số nguyên tố nhé, thì cái hàm TUSM này nó có dạng như sau này, nó có dạng là P1 K1 K1 cộng 1 trừ 1 trên P1 trừ 1 nhân với P2 K2 cộng 1 trừ 1 chia cho P2 trừ 1 và nhân với PS KS cộng 1 trừ 1 chia cho PS trừ 1. Đây là công thức tính của số học. Bài này bài tập này là chúng ta có thể làm được, hơi khó một chút. Đó. Cho nên cái bài này như sau này. Cái bài này là như sau nhé. Với bài này chúng ta cái này là như sau này. Chúng ta không phải mất n bình phương là như này. Nhé. Ở vòng ngoài chúng ta có chạy cho vòng ngoài chúng ta chạy cho k chạy từ 1, 2 cho đến n. Ở vòng trong
ở vòng trong chúng ta chỉ cần tính gì, chúng ta chỉ cần tính cái em tính cái khai triển, khai triển em là thành tích các xác số nguyên tố, thành tích các thừa số nguyên tố, các thừa số nguyên tố đấy, tức là với mỗi một số k này, m này thì m tôi sẽ khai triển như trên này, m được khai triển ra bằng p 1 k 1 như thế này đúng không, ps ks thì khai triển này này theo cái tính thông thường là nó mất căn bậc hai của m thời gian thôi đấy, không cần phong hỏi. Nhưng mà cái bài này tính theo phương án hai của tôi làm ấy, làm cách này nhé, thì chúng ta cần mất thời gian, thì chúng ta sẽ chỉ cần mất thời gian là gì, là căn bậc hai của một cộng căn bậc hai của hai cộng cộng căn bậc hai của n thời gian thôi, nó nhỏ hơn một chút so với n bình phương. Cái thằng này này nó cũng sấp xỉ, nó cũng sấp xỉ là nó cũng sấp xỉ là n n những căn n này, tức là n hoặc n bình phương mà là n mũ 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 3/2 thì nó chậm hơn, nhanh hơn một chút thôi, nhưng vẫn chậm lắm. Nói chung bài này là bài khó, nếu mà chúng ta muốn làm mạnh hơn nữa chúng ta sẽ phải gì, chúng ta phải cải tiến cái chỗ này. Nhưng cải tiến bài tập bài cặp bây giờ là cái bài tập về số học ấy, là khai triển là thành tích nguyên tố, là cái bài rất là khó luôn, cái bài mà cho đến phút này không không có giải hữu hiệu, không có. Trên bài tập rồi là bài tập như vậy nhé. Anh các bạn có hỏi gì nữa không nhé? Em cảm ơn thầy ạ. Ơi, em lấy ở trong cái đề thi tin học trẻ của thành phố Đà Nẵng vừa rồi đó thầy. À thế ạ. Dạ. Cái bài đó em thử với n bằng 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 100 triệu thì rất lâu đúng không nào? Dạ. Lâu dạ. Nếu mình xì thì nó có vẻ chạy nhanh hơn, nhưng mà qua Python thì em thấy nó chạy lên cái số lớn là nó chậm hơn thầy. Nhưng mà cái làm bài này nó là bậc của nó là n bình phương là rất là chậm rồi. Làm cách tôi làm cái này thì đỡ hơn một chút. Thật ra có một cách làm, mà có thể đỡ hơn nữa, là chỉ còn lại là căn bản là độ dài của nó là căn n thôi, nhưng hơi khó một chút. Thì thấy để chúng ta tìm cách giải quyết sau nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn thầy, chào thầy.